Chào mừng quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy cũng mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova số tự động các chị nha, phiên bản 2.0G, 2.0G nè các chị. Với trang bị hộp số tự động 6 cấp thì đây là một trong những cái mẫu xe khả năng vận hành rất là tuyệt vời các anh chị, rộng rãi, 8 chỗ nha anh chị nha. Innova số tự động, xe cá nhân đi, gia đình sử dụng. Thì Huy thông tin sơ cho anh chị và các bạn mình nắm về cái mẫu xe này. Thì đây là một chiếc xe khách hàng là ở quận 8 mua xe tại Toyota An Thành vào ngày 23 tháng 3 năm 2018. Và với chiếc xe này thì bảo dưỡng rất là kỹ các anh chị. Và đây là chiếc xe cá nhân đứng tên nha, một đời chủ từ đầu tới giờ. Odo chuẩn của xe là 44.300 cây số, Odo chuẩn nha anh chị. Lịch sử đầy đủ rõ ràng. Và chiếc xe này thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Chủ xe vẫn giữ được cái bộ ghế nỉ theo xe các anh chị. Đấy, rất là mới nha. Rồi hộp số anh chị nhìn những vị trí này. Đấy, cái cụ số này anh chị thấy không? Rất là đẹp. Hộp số 6 cấp có chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là chế độ Power là chế độ khi mà anh chị muốn tăng tốc nha. Hệ thống điều hòa tự động. Đó. Ok, mặt đồng hồ tắp lô anh chị nhìn thấy không? Đẹp không? Còn những vị trí như thế này. Đấy, nó còn rất là tuyệt vời luôn, không có bị mòn anh chị, nhìn những cái vân găng này. Đó, những cái vị trí này nó không có bị coi như là bị mòn. Rồi vị trí những cái cụm công tắc này nữa các anh chị thấy không? Đấy, gương gập điện nha anh chị. Vào đây, bằng đạp thắng, bằng đạp ga, còn rất là đẹp các anh chị. Và đây là chiếc xe sản xuất vào năm 2018, xe đã có cân bằng điện tử hết rồi các anh chị. Toyota Innova số tự động 8 chỗ rộng rãi. Thì với cái bảng tự động thì đây là ốp nhựa màu đen này các anh chị, có khay mình để iPad để đồ mình sử dụng. Xe thì mới vừa lái về, bên Huy chưa có làm maru, chưa có dọn dẹp gì hết. Anh chị có nhu cầu thì đến trực tiếp bên Huy để xem xe nha, để mình xem cái chất xe trước khi mà bên Huy làm maru kuri. Hệ thống đèn này ha, ở trên trần vào buổi tối nó ánh lên màu xanh dương rất là đẹp các anh chị. Ở vị trí này cũng có này các anh chị ha. Xe hai dàn lạnh các anh chị nha, và đều là hệ thống điều hòa tự động, tự động các anh chị. Đó, có camera xe luôn. Rồi hệ thống gầm. Đấy, gầm còn rất là ok luôn các anh chị. Và vỏ sơ cua chưa chạm đất nha anh chị nha, chưa chạm đất. Một chiếc xe 44.000 cây số. Bên Huy thì cam kết Odo chuẩn cho quý anh chị nha. Không giống như bên ngoài thì có một số những chỗ là hai tua cây số để dễ bán. Còn Toyota Tân Cảng bên Huy thì anh chị có thấy là có những cái xe ngoài 100.000 cây số thì bên Huy vẫn để đúng chuẩn cho quý cô chú anh chị mình xem. Và đây là một chiếc xe chuẩn Odo, chủ xe là ở thành phố, cá nhân đứng tên một đời chủ. Xe mới đi được có 44.000 cây số thôi, số tự động, 8 chỗ rộng rãi, màu đồng bánh kim nữa các anh chị. Thì sơ lược thông tin cho quý cô chú anh chị mình nắm. Giá bán thì bên Huy đang chào bán với giá là 632 triệu nha anh chị nha, 632 triệu thôi. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 65% các anh chị, 65%. Và tiếp theo Huy sẽ đi chi tiết phần nội thất, ngoại thất, động cơ về thất âm cho quý cô chú anh chị mình xem ạ. Hiện tại thì Huy đang ngồi trên chiếc xe Innova số tự động 2018 này. Thì thứ nhất là ngồi rất là thoải mái các anh chị. Thì Innova cái độ ngã lưng ghế thì mình có thể điều chỉnh, cũng như là cái độ năng của ghế đó các anh chị. Rồi mình sẽ quan sát cái chất cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc Innova này. Thì về cái mặt đồng hồ tắp lô thì rất là đẹp các anh chị, nó không có bị trầy xước gì cả. Odo chuẩn là 44.300 cây số. Có những cái thông số màu trắng phối với những cái viền màu mặt rơm màu bạc các anh chị, cũng như là viền màu xanh. Nhìn nó rất dễ nhìn các anh chị. Những cái thông số đây anh chị nhìn nha, những cái thông số như là ở phía trên thì có vị trí cần số này, nhiệt độ phía bên ngoài xe này, rồi những cái mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ có hiển thị hết các anh chị nha. Và có cái ren này là cái cây số còn lại để đi được bao nhiêu cây số nữa là nó hết xăng nha các anh chị. Đấy là ren. Còn vô lăng thì như Huy chia sẻ là đây, những vị trí này các anh chị, đấy, nó không có bị mày mòn hết nha. Rồi những cái phím điều chỉnh âm lượng nè, đàm thoại thanh tai, rồi điều khiển giọng nói, đó là ở phía bên tay rất là dễ sử dụng luôn các anh chị. Rồi bên phụ thì những cái phím điều chỉnh cái màn hình hiển thị đó thông tin nha. Rồi đây là đầu DVD.
Thì đầu DVD thì có tích hợp camera dê đấy, và phía sau thì có cảm biến dê nữa các anh chị, rất là an toàn. Còn hệ thống điều hòa thì xe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động nha anh chị nha. Đấy, làm lạnh rất là nhanh và lạnh sâu, có hai dàn trước và dàn sau các anh chị ha. Và đây là những cái phím điều chỉnh đó, mặt chrome hết, nhìn rất là đẹp và dễ sử dụng các anh chị. Đấy, hộp số chế độ Eco Power, rồi có những cái tính năng như cân bằng điện tử các anh chị, hỗ trợ khi hành ngang dốc đó, rồi chống bó cứng phanh đều có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Đây là tấm thảm lót ở trên cái phần táp lô các anh chị. Đấy, anh chị nhìn nè, táp lô này. Đấy, xe cá nhân đi gia đình sử dụng rất là kỹ. Và cái bản G ốp gỗ các anh chị. Đấy, rất là sang luôn. Đấy, vị trí này hay lắm các anh chị, để mấy chai nước đi là nó mát, anh chị lấy ra uống rất là ok luôn. Vị trí này mình để mấy cái cuốn sổ da, sổ bảo hành được các anh chị. Anh chị mua xe bên Huy, Huy sẽ tặng khuyến mãi cho anh chị sổ da này, rồi bọc vô lăng luôn nha anh chị, bọc vô lăng luôn. Và kèm theo đó là dù che mưa, dù che mưa luôn nha anh chị. Vị trí học mình để đồ ha, mình để đồ ở trong vị trí này. Rồi đây để ly nước, ly cà phê mình sử dụng. Đấy, cầm thẳng tay rồi anh chị nhìn không? Rất là đẹp luôn nha. Đây là da nha anh chị, da cho nên là rất là êm luôn. Ok, ghế đây anh chị rất là mới và đẹp. Thực sự chỉ có xe gia đình mới giữ được cái bộ ghế nỉ như thế này rồi các anh chị. Để mắt kính đó, đèn đầy đủ hết các anh chị nha. Xe thì bên Huy đã kiểm tra rất kỹ rồi. Đấy, ai có đèn soi gương đèn soi gương luôn các chị. Ok rồi, đây là cái tấm cái miếng ốp bằng nhựa đen bóng, thì ở trên cái bản G mới có các chị ha, bản E là không có nha. Tay nắm cửa mặt chrome. Đấy, có gập gương điện bằng điện nha các chị. Đây, gập gương bằng điện đó. Còn tấm bi cửa đây anh chị xem ha, tấm bi cửa còn rất là mới ha, rất là mới. Thì xe thì chủ yếu là gia đình đi đi sử dụng cũng khá là kỹ, cho nên là chắc xe còn rất là đẹp. Một số chỗ trầy xước nhẹ nhẹ thì bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp lại, thì các anh chị cũng không quan tâm gì lắm về cái vấn đề này, thì xe đi trầy xước nhẹ nhẹ thôi. Thì bên Huy thì có giấy cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản nha anh chị nha. Cái này là bằng văn bản, là bên Huy cam kết cho anh chị đàng hoàng, cho anh chị hoàn toàn yên tâm. Mang tính chất pháp lý đồ hết đó, rất là đẹp các anh chị đó. Tắt bi cửa đồ đẹp, vị trí để ly nước ha, để mình nước rồi mình sử dụng. Lót sàn Simply thì chủ xe cũng đã lót hết rồi. Ok, khai để đồ đây, vị trí này mình để đồ cũng được ha. Rộng rãi thoải mái các anh chị. Thì nếu như mà quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua xe mà muốn thay bằng một bộ ghế da, thì Huy sẽ hỗ trợ xin cho quý cô chú anh chị ha, xin cho anh chị bộ ghế da. Nhưng mà ghế nỉ thì ngồi cũng rất là thích các anh chị. Bề thừa tay, vị trí để ly nước, ly cà phê mình sử dụng. Rồi ngồi thoải mái các anh chị. Hàng ghế sau là mình có thể điều chỉnh cái độ ngã của ghế ha, độ ngã của ghế. Và ghế cũng rất là ôm. Vị trí ngồi thì thoải mái, khoảng cách để chân cho đến phía trước cũng như là khoảng cách từ đầu của Huy cho đến trần xe thì cũng rất là cao nha anh chị, thoải mái. Đấy, có mắt treo luôn anh chị, đèn ha. Đấy, cái này buổi tối nắm lên cái màu xanh dương đẹp các anh chị ha. Cửa gió phía sau thì sẽ có hai cửa gió điều hòa các anh chị đó. Còn anh chị trần ha, anh chị nhìn trần này chắc xe đẹp đó. Ok, hệ thống điều hòa tự động anh chị, auto tự động. Với tính năng tự động thì cái hệ thống điều hòa sẽ làm lạnh nhanh, và lạnh thì những cái sản phẩm của Innova thì anh chị biết rồi, làm lạnh rất là sâu, rất là sâu đó. Anh chị nhìn ha, rộng rãi thoải mái. Rồi những cái ron như thế này anh chị nó rất là căng nha. Thì đây là một chiếc xe chuẩn 44.000 cây số, thì anh chị biết rồi, 44.000 cây số là một cái cây số đối với những chiếc xe 2018 tháng 3 năm 2018 thì đi ít nha chị nha, là ít nha. Số tự động thì anh chị đi sướng anh chị, chỉ cần vào số D và chạy thôi các anh chị, đập ga chạy thôi, nó không cần phải xử lý đập bằng đập côn như với xe số sàn. Đó, tắp bi rồi còn đẹp đây nha. Đấy, ok, đây có đèn ở phần cốp sau luôn. Dàn điều hòa có một dàn ở vị trí này luôn các chị.
cái tappy cốp sau, keo trùng rồi thì anh chị yên tâm nha. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ, anh chị không cần phải lo lắng gì về vấn đề này. Vì bên Huy có giấy cam kết chứng nhận về chất lượng cho quý anh chị. Đó, rộng rãi ha, rộng rãi. Đấy, còn rất là mới các anh chị ha. Ron rồi còn căng. Hãy tắp đi cửa này, sau bên phụ. Sau bên phụ. Đó. Thì Huy sơ lược để quý anh chị mình nắm về cái phần nội thất. Xe mới vừa về, ngoài việc bảo dưỡng, kiểm tra 176 hàng mục thì bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp gói Marukuri, sẽ tiến hành tháo ghế các anh chị. Huy sẽ vệ sinh sạch sẽ hết ghế luôn, rồi vệ sinh sàn này, rồi vệ sinh nội thất bên trong toàn bộ các anh chị nha, toàn bộ. Rồi bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp, ánh bóng, vệ sinh toàn bộ phần ngoài thất, cũng như là về hệ thống gầm các anh chị. Và sau đó thì bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh động cơ rất là kỹ các anh chị nha. Gói Marukuri của bên Huy làm rất là kỹ. Đó là gói vệ sinh toàn diện cho chiếc xe của quý anh chị. Sơ bộ phần nội thất thì tiếp theo Huy mời quý anh chị cùng Huy xem một vòng về phần ngoại thất của xe ạ. Đây là phần động cơ các anh chị. Động cơ nổ rất là êm nha. Một chiếc xe gia đình đi, bảo dưỡng hãng cũng khá là đều. Thì đây là anh chị sẽ thấy được động cơ nổ rất là êm. Và những cái ống cao su anh chị thấy không? Đấy, còn rất là đẹp. Đó, bộ lon con tán còn nguyên bản hết anh chị, dây con roi này. Đó. Đây, cái cụm ABS này. Đó, rồi đây là heo thắng. Đó anh chị nhìn nè. Rất là đẹp. Khung xương rồi còn nguyên vẹn hết các anh chị nha. Bên Huy về là Marukuri vệ sinh long lanh, anh chị nhìn vô như chiếc xe mới. Công nghệ Marukuri bên Huy là công nghệ độc quyền của Toyota Tân Cảng bên Huy. Làm rất kỹ các anh chị. Đây là nước làm mát. Đó, theo màu hồng nguyên bản của xe. Rồi, mình sẽ đi xem đèn này các anh chị. Đấy, sáng trưng. Đèn cản, phần lưới cản, ga lăng, hệ thống gầm. Đó, anh chị nhìn sơ bộ ha. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cho nên là không phải lo bất kỳ vấn đề gì cả. Toyota Tân Cảng bên Huy có bảo hành, có bảo hành, có kiểm tra kỹ lưỡng, có cấp giấy chứng nhận cho anh chị. Bảo hành về động cơ hộp số thì bên Huy bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây số anh chị ha. Tuần thứ 1 của năm 2018, vỏ còn nguyên bản theo xe các anh chị nha. Gai vỏ còn rất là dài luôn. Rồi, màu đồng bánh kim. Màu đồng bánh kim là một trong những cái màu mà rất được khách hàng ưa chuộng các anh chị. Nó không sáng quá mà nó cũng không tối quá. Đây là con màu mà khách hàng ưa chuộng nhất. Mã màu là 4V8 các anh chị. Mã màu là 4V8. Đấy, keo trùng đồ còn nguyên đó chị nha, gai vỏ còn dài. Đấy, gầm đó, còn rất là mới các anh chị nha. Như Huy chia sẻ là bánh xe cua chưa chạm đất luôn đó anh chị. Đèn, đấy, đèn sau đây các anh chị. Đó, sáng trưng luôn. Cốp sau. Đó, anh chị nhìn cái độ đều màu của xe ha. Độ đều màu, những đường găng này, khe hở với các chi tiết này, những cái đường găng này. Đó, camera gear. Đấy, khe hở giữa các chi tiết, cản như về. Đó, vỏ đây, vỏ còn nguyên bản theo xe hết các anh chị nha. Ok, thì vừa rồi Huy cũng dành vài phút để giới thiệu cho quý anh chị về một cái sản phẩm mới về tại Toyota Tân Cảng. Thì Huy cũng muốn gửi đến quý anh chị một cái sản phẩm mà mới vừa về, chưa làm Maru, chưa dọn dẹp cho anh chị thấy, để mình có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe trước khi mà hoàn thiện không Maruguri thì như thế nào. Và anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ sớm để có thể đến trực tiếp Toyota Tân Cảng anh Huy, cùng Huy xem xe, thử xe. Và Huy sẽ xin hỗ trợ giá tốt nhất cho quý anh chị. Với chiếc xe này thì hiện tại Toyota Tân Cảng anh Huy đang chào bán với giá là 632 triệu nha anh chị nha. Một mức giá rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Và bảo hành động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây số. Có giấy cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không ngập nước. Và ngân hàng tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị mình vay lên đến 65% thời gian vay khoảng 3 năm các anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới các anh chị, có cái nút đăng ký góc dưới bên phải đó, để khi có xe mới về thì anh chị có thể xem được những cái sản phẩm sớm nhất, để có thể đến bên Tân Cảng xem xe cùng Huy
thử xe để mình có thể sở hữu một chiếc xe phục vụ cho việc đi lại của gia đình ạ. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.